Võ Văn Thưởng có sạch hay không. Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng mất chức đã trở thành chủ tịch nước của Việt Nam có thời gian tại vị ngắn ngủi nhất, vẹn vẹn chỉ có hơn một năm. Ông Võ Văn Thưởng lâu nay vẫn được đánh giá là người thân cận với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật quyền lực hàng đầu của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Trước đó, theo giới phân tích, cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh giá là một chính khách trẻ có lý luận và có vai trò nổi bật trên chính trường tại Việt Nam hiện nay. Sự thăng tiến của ông Võ Văn Thưởng trong tương lai sẽ có khả năng tiến rất xa. Nhưng cuối cùng, ông đã gặp phải sự cố bất ngờ. Cựu chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng. Việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp trục trặc trong hoạn nộ và bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội khóa 15 thông qua nghị quyết miễn nhiệm tất cả các chức vụ. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Thưởng sẽ phải từ bỏ các chức vụ như chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Theo giới quan sát, điều đó đã cho thấy chính trường Việt Nam đang có các biểu hiện hết sức bất thường, rất đáng lo ngại. Khi đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới diễn ra được có hơn 3 năm đã có 2 lần thay đổi nhân sự cho chiếc ghế chủ tịch nước, là một trong 4 chiếc ghế quyền lực cao nhất ở hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, gốc gác của Võ Văn Thưởng cho đến nay được đánh giá vẫn là một điều hết sức bí ẩn. Cũng tương tự như gốc gác của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là lý do tại sao câu hỏi Võ Văn Thưởng là con ai hay cha mẹ Võ Văn Thưởng là ai? Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Ông Võ Văn Thưởng sinh ra tại Hải Dương, miền Bắc Việt Nam, nhưng quê cha ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, ông Thưởng đi lên từ cán bộ đoàn, không mấy nổi bật, nhưng lại thăng tiến thì rất nhanh. Vào thời làm cán bộ đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thưởng đã được ông Võ Văn Kiệt nhận làm người đỡ đầu. Điều kỳ lạ là Võ Văn Thưởng được cả hai nhân vật vốn là đối thủ chính trị chẳng ưa gì nhau, đó là Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang đồng lòng ủng hộ. Dựa trên quá trình thăng tiến mau chóng của ông Võ Văn Thưởng, có thể thấy Võ Văn Thưởng cũng thuộc diện con ông cháu cha như các nhân vật hạt giống đỏ khác của Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2004, khi 34 tuổi, ông Võ Văn Thưởng đã làm bí thư quận ủy quận 12, Sài Gòn, và từ tháng Giêng năm 2007, khi ông Thưởng mới 37 tuổi, đã làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Rồi đến tháng 8 năm 2021, khi tuổi mới 41, ông Võ Văn Thưởng đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Mối quan hệ đáng ngờ giữa bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng. Chuyện ông Võ Văn Thưởng lâu nay được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch do chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc là điều có thật. Tuy nhiên, cho đến nay, những cáo buộc cho rằng trong thời gian làm bí thư Quảng Ngãi, tức là khi nhận chức vụ cao nhất đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình, ông Võ Văn Thưởng đã dính đến tham nhũng rất lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng khi đó. Liên quan đến việc vào năm 2012, thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư Quảng Ngãi, từ 2011 cho đến 2014, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu đã trúng thầu một dự án thuộc tuyến đường bờ Nam sông Trà Khúc dài 9 km, có vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Công an đã gián tiếp cáo buộc Võ Văn Thưởng trong thời gian giữ bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua người thân là ông Đặng Trung Hoành, bí thư huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Võ Văn Thưởng đã nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn, được cho là để ông Thưởng xây nhà thờ tổ. Theo giới quan sát, ông Võ Văn Thưởng có một mối quan hệ đặc biệt trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu chủ tịch, cựu bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn trước đây. Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là sâu chúa trong một chùm tham nhũng, là người chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan, hiện nay đang hầu tòa với cáo buộc tham nhũng rất nghiêm trọng. Ông Võ Văn Thưởng từ tháng 4 năm 2014, với sự vận động của bí thư Lê Thanh Hải, đã giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Sài Gòn. Khi đó, Lê Thanh Hải hy vọng rằng sau đại hội đảng lần thứ 12, tức là tháng 2 năm 2016, ông Võ Văn Thưởng sẽ nắm chức ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn.
Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng cũng có vai trò không nhỏ trong việc giải cứu cho Lê Thanh Hải, thoát án truy tố với những sai phạm hết sức nghiêm trọng, nhất là trong vụ tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhờ ông Võ Văn Thưởng mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội, cùng cho rằng chỉ nên xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với hai ông này. Với lý do cần cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải đối với Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, ông Lê Thanh Hải chỉ bị kỷ luật cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn một nhiệm kỳ 2010-2015. Những điều vừa kể trên cho thấy, trong quá khứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với nhóm lợi ích Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan. Qua đó có thể thấy ông Võ Văn Thưởng không hề sạch như nhiều người vẫn lầm tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Võ Văn Thưởng có sạch hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Lật lại hồ sơ vụ Hồ Duy Hải, Lê Minh Chí sẽ hạ đo ván bình tòa ra sao? Kể từ tháng 5 năm 2020, sau phiên giám đốc thẩm, vụ án Hồ Duy Hải đã kết thúc với một dấu ấn để lại. Đó là phát biểu xanh dần của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ông Bình thừa nhận rằng quá trình điều tra vụ án còn có những sai sót, nhưng ông vẫn khẳng định điều đó không thay đổi bản chất vụ án. Kết quả giám đốc thẩm, tòa vẫn tuyên y án tử hình với Hồ Duy Hải, và vụ án đã khép lại với oan khiên ngất trời của một tử tù oan, người đã bị nhốt trong chốn lao tù đến nay đã 16 năm. Báo Công an Nhân dân đưa tin vì vụ bắt người, đưa tin vụ Hồ Duy Hải. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 28 tháng 3 đưa tin bắt tạm giam đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải. Bản tin cho biết vào ngày 28 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Đức Dự, 48 tuổi và khởi tố bị can Hoàng Quốc Việt, 46 tuổi. Cả hai bị can đều cư trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo cáo buộc, ông Dự và ông Việt bị quy chụp là đăng tải trên trang cá nhân nhiều bài viết xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ về quá trình điều tra xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Công luận thấy rằng vụ bắt giữ kể trên xảy ra trong bối cảnh vụ án Hồ Duy Hải đã rơi vào ngõ cụt, không lối thoát, đồng thời chính trường Việt Nam lại hết sức rối ren. Có nhiều ý kiến cho lo ngại cho tương lai chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Sau phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, công luận đánh giá rằng phán quyết của chánh án Bình càng khẳng định rõ hơn về nền tư pháp mù lòa của Việt Nam. Nhà báo Huy Đức nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng công lý và số phận của Hồ Duy Hải có phải đã là ưu tiên quan trọng nhất hay không? Y án không đơn giản chỉ để giải cứu uy tín chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Trước đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Lê Minh Chí đã chỉ ra hàng loạt sai sót, mâu thuẫn trong quá trình điều tra tố tụng và kháng nghị hủy bản án để tiến hành điều tra lại. Đáng chú ý, việc chánh án Bình làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải đã được sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, bởi đây là lần đầu tiên một chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trực tiếp làm chủ tọa một phiên tòa. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Lê Minh Chí. Trước, trong và sau phiên giám đốc thẩm, công luận và giới chuyên gia khẳng định trong quá trình điều tra xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, vụ án Hồ Duy Hải đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự. Đặc biệt là vai trò 3 trong 1 của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án này. Theo đó, ông Bình từng là thiếu tướng, tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án này. Cũng sau đó, ông trở thành Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao và ban hành quyết định không kháng nghị vụ án. Rồi sau khi trở thành chánh án, ông lại làm chủ tọa tại phiên tòa giám đốc thẩm, là người tuyên bác kháng nghị giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Như vậy, ông Bình với ba vai trò điều tra, công tố, thẩm phán chắc chắn không thể đưa ra phán quyết công tâm và vô tư.
mới đây đã xuất hiện những tin đồn đoán về sự thay đổi lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tư pháp. Theo đó, khả năng ông Lê Minh Chí sẽ ngồi ghế trưởng ban nội chính trung ương. Như vậy, số phận chính trị của Nguyễn Hòa Bình có thể sẽ gặp vấn đề. Bởi theo thông tin dò dỉ từ cung đình cho hay, trước khi kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, ông Lê Minh Chí đã báo cáo xin ý kiến tổng trọng và đã được đồng thuận. Vì vậy, nay ông Chí chủ động thượng đài để ép ông Bình vào một cuộc so găng đỉnh cao. Cuộc so găng này sẽ không có người thắng, nhưng kẻ thua cuối cùng chính là chánh án Nguyễn Hòa Bình. Giới phân tích đánh giá, chánh án Bình là một nhân vật thân cận của tổng trọng. Bộ Công an đang sử dụng đại án Phúc Sơn để lật tung thánh địa Quảng Ngãi, nơi mà Nguyễn Hòa Bình từng một thời trấn nhậm và thăng tiến. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình. Do đó, việc làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải, điều đó có thể là có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nhất là vào lúc này, uy tín của Đảng nói chung và của các lãnh đạo cấp cao đã xuống nhanh tới mức chưa từng có từ trước đến nay. Quan hệ giữa Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình lúc này vẫn được đánh giá là hòa hợp. Nhưng với quyết tâm xoán ngôi đoạt vị, thì đồng minh Tô Lâm cũng sẽ thẳng tay với Bình tỏa. Mới đây, báo Công an Nhân dân lần nữa đề cập đến vụ án Hồ Duy Hải, chắc chắn không phải là sự tình cờ, mà có khả năng cao là việc này mở đường cho việc sẽ khởi tố vụ án, làm sai lệch hồ sơ vụ án, xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến chánh án Nguyễn Hòa Bình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Giật lại hồ sơ Hồ Duy Hải, Lê Minh Chí sẽ hạ đo ván Bình tỏa ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.